Xin chào mừng anh chị quay lại với kênh Thái Sơn Investment nha. Thị trường ngày hôm nay chúng ta thấy là cũng là một cái phiên mà đầu phiên đã có một cái bất ngờ là đến từ cái việc mà giải ngân của quỹ Fubon. Chúng ta thấy đã huy động trong cái ngày 30 đã huy động được khoảng cái lượng chứng chỉ quỹ phát hành là khoảng 4.000 tỷ, và ngày hôm nay là họ đã giải ngân luôn ngày thứ hai, và giải ngân vào cái đặt ngay cái giá trần, tức là họ mua đặt mua khớp luôn. Đấy, thì đó cũng là rất là bất ngờ. Bất ngờ vì rất là nhiều cái cổ phiếu blue chip đấy. Ví dụ chúng ta thấy Trị Trọng nè, Trị Trọng lớn nhất là VIP, Hòa Phát, rồi Vinhomes, Vinamilk, Massage. Hầu như là chúng ta thấy cái rổ này là khoảng 30 cổ phiếu, trong đó là lớn nhất là những cái cổ phiếu blue chip của chúng ta, và ngày hôm nay thì những cái cổ phiếu này đều được cái lệnh mua rất là lớn từ ATO. Nó cũng tạo thêm một cái gọi là cái hiệu ứng tâm lý đối với thị trường chung. Và chúng ta thấy là những cái cổ phiếu lớn thì cũng đã chiếm cái phần lớn cái đà tăng của cái điểm số ngày hôm nay. Ví dụ chúng ta có những cái cổ phiếu được mua như là Vietcombank, Novaland đó, rồi PDR. Và những cái cổ phiếu còn lại thì cũng giữ được cái mức xanh điểm tốt, ví dụ Massage, rồi chúng ta có Vinhomes. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là không phải là cổ phiếu nào cũng giữ được cái mức giá cao đến cuối phiên đó, và vì cái lệnh mua này là chúng ta thấy là rất là bất ngờ. Ví dụ như trường hợp của BVH đấy, BVH thì mở cửa là tới tận 63, đóng cửa thì chỉ có 60.7 thôi đấy, đóng cửa giảm điểm luôn. Rất nhiều mã là chúng ta thấy Vinhomes cái nến nó khá là xấu, vì hôm nay là do cái việc của quỹ Fubon này họ mua rất là bất ngờ từ ATO đó, và có thể là cái tình trạng là chưa kịp cân lệnh, nên là cái giá cao, đúng không ạ, cái giá cao khớp giá cao, nhưng mà sau đó là cũng thiếu cái lực cầu để mà duy trì, tại vì nhà đầu tư trong nước thì chúng ta thấy là không có mua lên cao như vậy, mà họ chờ mua dưới thấp thôi, nên là sau đó cổ phiếu nó tuột ngay, vì họ chỉ mua đó, quỹ Fubon này họ mua vào ATO là chủ yếu anh chị. Cái giao dịch rất là lạ, và chúng ta thấy là mua như vậy thì nó tác động đến cái giá cổ phiếu trong ở đầu phiên thôi, nên là ví dụ chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng nên tránh chúng ta vào, nếu mà chúng ta thấy cái tình trạng như vậy thì không biết ngày mai họ có mua tiếp không, nhưng mà nếu mà ngày mai mua tiếp thì anh chị cũng đừng mua ATO, đúng không? Những cái cổ phiếu anh chị cũng đừng vào lệnh ATO mà lệnh mua, có thể là anh chị chốt lời đó, anh chị chốt lời được giá cao chẳng hạn, thì anh chị bán ATO để mà khớp được cái giá cao thì rất là tốt. Chứ mua thì không nên mua, tại vì mua chúng ta là bị thiệt hại, còn họ là mua là họ đã huy động và sau đó họ sẽ quyết tâm họ giải ngân, và họ mua là mua cho khớp và họ nắm giữ lâu dài, đúng không? Gọi là họ đầu tư theo cái chứng chỉ cái chỉ số STFE, đúng không? Của chúng ta STFE 30 cái cổ phiếu trong cái danh mục này, có thể là trong ngắn hạn là mua xong bị lỗ thì cũng bình thường đó, không vấn đề gì, vì họ là đầu tư dài mà, và theo cái chỉ số, giống như là chúng ta cũng có những cái rổ chỉ số của Via Diamond đó anh chị đó, những cái cổ phiếu trong danh mục Diamond thì cũng được những cái đợt review, cũng như là VanEck, đúng không ạ, có những cái quỹ ETF lớn đó, hoặc là quỹ ETF trong nước thì chúng ta có cái quỹ VN30, đúng không ạ, chứng chỉ quỹ VN30 ETF của chúng ta, thì chúng ta thấy là cả những cái giao dịch này chúng ta thấy là nó sẽ bất thường, đúng không ạ, bất thường mà chúng ta biết hiểu được như vậy. Chúng ta ví dụ ngày hôm nay là nếu mà chúng ta mua những cái cổ phiếu ví dụ VRE, Vinhomes chẳng hạn đấy, thì chúng ta là Massage là chúng ta gặp bất lợi trong cái phiên ngày hôm nay rồi. BVH cũng vậy, mua ATO là chúng ta gặp bất lợi về việc giảm giá rồi. Đó, vì cái việc mà lệnh họ vào là cũng ảnh hưởng đến cái đó. Đó mà chúng ta lại không hủy sửa được, đúng không ạ, nên là anh chị lưu ý nha, cũng chưa biết là vì họ giải ngân 4.000 tỷ mà anh chị, và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là nếu mà mua thì phiên ATO như vậy thì sau ATO thì quan sát đâu đó khoảng 600-700 tỷ là cái lượng mua rồng là cũng còn khá là nhiều, nếu mà khả năng nếu mà họ mua theo cách này thì sẽ còn tiếp tục ở những phiên tới, đúng không ạ,
mua vào ATO, nên là chúng ta lưu ý tránh cái việc mà chúng ta vào những cổ phiếu này vào vào giá ATO, nên chị sẽ công chừng là bị đẩy đẩy lên. Nhưng mà chúng ta sẽ có cái lợi thế, ví dụ ai có đang có sẵn cổ phiếu mà chúng ta muốn chốt lời những cái mã này đấy, thì chúng ta lại là chốt được giá cao đó. Bất lợi của người này là cái thuận lợi cho cái người khác, nên là chúng ta là anh chị lưu ý ở trong cái nhịp này. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là tâm điểm thì vẫn là cái nhóm cổ phiếu ngân hàng. Ngân hàng thì rất nhiều mã tăng mạnh, và đặc biệt là những cái những cổ phiếu mà ngân hàng mà cái nhóm nhóm sau, tức là nhóm ngân hàng nhỏ đó, chúng ta có ví dụ ngân hàng Quốc dân, rồi ABB, ngân hàng An Bình, Exim Bank đấy, đều tăng rất là tốt, hoặc là ngân hàng VBB, Việt Bank, hoặc KLB đấy, và VIB. VIB là cái cổ phiếu này hôm nay là cái đó, cái điểm mua vượt đỉnh ở đây là cho mức cái lợi nhuận rất là tốt rồi. Ở đây có cái điểm mua vượt đỉnh này, và ngân hàng là nhóm dẫn dắt chủ yếu, cũng như là chứng khoán thì chúng ta có VND. VND thì hôm qua sẽ có lưu ý với anh chị là ví dụ ngày hôm nay thì chúng ta thấy VND khả năng sẽ tăng rất mạnh đó, mà đầu phiên nếu mà có giá tốt thì cho nó anh chị là vào được, nhưng mà đầu phiên tăng trần này, và cũng rất là khó mua, đúng không ạ? Vì VND là thị trường tăng vài phiên, hôm nay VND mới phản mới giao dịch lại thôi, cũng là cái hiệu ứng mà tăng trần thì cũng là bình thường, hợp lý thôi. Đi theo những cổ phiếu ví dụ SSI đã có phiên trần rồi, chúng ta có HNS cũng có phiên tăng trần rồi, hôm nay mà VND mới giao dịch lại thôi. Và chúng ta thấy nếu mà nhìn về điểm số thì chúng ta thấy là thị trường thì cũng là một cái phiên tăng tốt thôi, nhưng mà về cái lượng mà cổ phiếu, lượng cổ phiếu tăng tăng giảm đấy, thì chúng ta thấy là khá là cân bằng, tức là dòng tiền nó cũng đang có cái những cái sự phân hóa nhất định, đúng không ạ? Rồi chúng ta đi vào những cái nhóm cổ phiếu, ví dụ chúng ta ngân hàng thì chúng ta thấy là Vietcombank thì hôm qua Sơn có lưu ý với anh chị, đúng không? Cổ phiếu Vietcombank này, tức là chúng ta sẽ giải ngân được ở trong cái phiên ngày hôm nay. Đấy, Vietcombank nhìn chung là vùng dưới 100 là chúng ta mua thoải mái. Ngày hôm nay thì Sơn có dặn anh chị là nếu có giá đỏ thì chúng ta sẽ mua, nhưng mà hưng phấn tăng tốt ngay từ đầu phiên rồi, và đầu phiên đã mở 100 rồi, tức là khi mở 100 là bởi lực mua của cái quỹ Phú Quốc, và nếu mà chúng ta vượt lại 100 thì chứng tỏ là cái lực cầu trong nước cũng rất là tốt, thì chúng ta tiếp tục chúng ta có thể mua mua khi vượt vùng giá 100 này. Thì cái xu hướng của Vietcombank thì tôi nghĩ là sẽ rất là tích cực, và có khả năng là sẽ là cổ phiếu mà dẫn dắt đấy, sau cái cổ phiếu VIX. Wow, VIX đã kéo liên tục như vậy thì có thể là đến Vietcombank rất là dễ. Vietcombank sẽ kéo lên lại tầm đỉnh cũ ở đây, trước mắt là có thể mục tiêu lên cái đỉnh cũ 108 này anh chị. Vì cái lượng cái dòng tiền đấy, chúng ta vào Vietcombank rất là tốt trong những cái phiên vừa qua, ba phiên liên tục rồi, phiên hôm nay thanh khoản rất là lớn luôn, rất là tốt luôn. Thì chỉ có Vietcombank thì có thể là chúng ta ở đây thì có thể là Vietcombank ngày mai cũng có thể là có sự rung lắc. Đấy, rung lắc vì chúng ta tiệm cận cái kháng cự ở đây vùng 102 này, 102, 103 này, nhưng mà chúng ta thấy là rung lắc nhưng mà khả năng là vẫn còn đấy, vẫn còn cái đà đi lên. Thì ở đây nếu mà có bán thì chúng ta chỉ nên bán một phần thôi, chốt lời một phần thôi. Ví dụ phiên mai là cái phiên T3 về của anh chị, chúng ta mua được cái phiên này đấy, thì bán thì chúng ta chốt lời một phần, vẫn nên nắm giữ tiếp, thì tôi nghĩ là cái dư địa nó sẽ còn lên vùng 107, 108 trên này. Vì đây là cái nền tích lũy lâu thì khả năng là cổ phiếu này cũng không phải là nó chạy chỉ có từ đây lên đây, chúng ta mới thấy là cũng chỉ mới có khoảng tầm 7%, đúng không ạ? 7% thôi, khả năng là cũng sẽ còn đi tốt hơn. Cái CTG chúng ta thấy là ngay cái ngưỡng cản của trendline này đó. Có thì chúng ta chốt lời bớt cũng được, còn mua mới thì chúng ta không nên mua. Hôm nay thanh khoản cũng lớn này, cho thấy áp lực chốt lời này. Phiên ngày mai là cái phiên T cộng 3 của cái phiên này về nữa, đúng không ạ? Cái phiên ôn lớn này về nữa, nó sẽ có cái áp lực ngắn hạn, bị bán ngắn hạn đấy. Là mua thì chúng ta chưa, vùng này chúng ta sẽ không mua, mà chúng ta phải chờ những cái vùng tích lũy. Còn có cổ phiếu chúng ta muốn chốt thì chốt lời một phần cũng ok, vì đang ngay kháng cự rồi. Tại BID thì chúng ta thấy là cũng sẽ sớm lên chạm lên những cái kháng cự ở vùng này, nên nhìn chung cái phiên này cũng không phải là cái phiên mà chúng ta mua mua được. Đó. Cổ phiếu này nếu mà có điều chỉnh lại hoặc là tích lũy tạo nền tảng đó, thì chúng ta sẽ mua. Nhìn chung phải có một cái nền nó chặt chẽ
Còn mua điểm mua ở đây thì chúng ta gọi là mua 50-50 rồi. Có thể lên nó khỏe thì có thể thị trường tốt thì có thể kéo tiếp, nhưng mà thị trường mà điều chỉnh lại rất là phải sẽ giảm lại đúng không? Sẽ điều chỉnh lại về đâu test lại cái hỗ trợ ở đây, tức là cái điểm vừa vừa lại tầm khoảng 44 đến 44.5 cái ngưỡng này. MVB thì hôm nay tăng cũng khá là tốt, vượt được cái trend line này, nhưng mà chúng ta thấy là điểm mua này chúng ta cũng sẽ bị với. Chúng ta có cổ phiếu chúng ta nắm giữ, chúng ta chốt dần lên thôi, chứ còn mua thì sẽ không mua khi mà cái cổ phiếu này nó vận động như vậy. Điểm mua mới chúng ta phải chờ một cái nền tích lũy tiếp theo. VP Bank thì hôm nay thì vận động cũng khối lượng thấp thôi, khối lượng cũng 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 thấp, và cái biến động giá thì cũng không có nhiều, nói chung là biến động đi ngang. Có thể nắm giữ theo dõi tiếp, nhưng mà chúng ta đang có cổ phiếu này. Techcombank thì vẫn vẫn chờ, anh chị có cổ phiếu thì chúng ta nên nắm tiếp, và chúng ta chờ một cái nhịp kéo lên tiếp tầm cái khoảng vùng 43 này, thì vùng đó chúng ta mới nên chốt hay hơn. Khả năng là nó sẽ theo những cái cổ phiếu dòng ngân hàng khác thôi, trước sau thì biết cổ phiếu này cũng sẽ vượt được cái vùng 42 này, vì xu hướng mà chúng ta thấy là trong cái nhóm ngân hàng là đều vượt được cái đỉnh cũ cả. ACB tương tự luôn, ACB thì mở cửa là những cái giá cao như thế này thì chúng ta mua thì chúng ta gặp bất lợi trong phiên này. ACB thì cũng được mua của quỹ Phú Bông họ mua đấy, rồi HT Bank cũng vậy, mở cửa giá cao sau đó là đóng cửa thấp trong phiên, như vậy thì cũng không có phải là cái điểm mà chúng ta nên vào ở đây. Đấy, và cổ phiếu này kéo cũng chúng ta thấy là đi lên cũng 3-4-5 phiên rồi, thì chúng ta phải chờ thôi, điểm mua mới chúng ta phải chờ một cái nền tảng tiếp theo. Đó là nhóm ngân hàng là cái nhóm chúng ta tăng tốt nhất, TP Bank thì yếu, TP Bank thì chúng ta có thể cơ cấu thôi, tìm một cái cổ phiếu khác nó tốt hơn. Hôm nay thì STB này, STB thì nhìn chung vẫn rất là khỏe anh chị, tức là chúng ta những cổ phiếu này chúng ta nên ưu tiên nắm giữ vì cái xu hướng rất là mạnh của cổ phiếu STB này. Hầu như là những cái phiên vừa qua STB đều tạo gap tăng cả, tăng và sau đó đều giữ được cái lực tăng rất là tốt. Thì STB chúng ta có thể là hỗ trợ tầm khoảng 22.5 hiện tại này. Đấy, chúng ta sẽ có hỗ trợ gáp ở đây. Thì hôm nay cũng có cái nhịp mà test về cái hỗ trợ này sau đó bật lên. Bật lên thì chúng ta thấy là bao giờ mà cổ phiếu này nó lóc gáp đi thì chúng ta sẽ chốt lời bớt, còn hiện tại vẫn nên nắm giữ. Chứng khoán thì chúng ta thấy là SI thì cũng lên ngay cản rồi. Nhìn chung cái điểm mua này cũng không không vào được, ngay cản kháng cự này, mua thì phải chờ thêm. Và phiên ngày mai là cái phiên T hàng T3 về đó, tức là chúng ta mua ở đây mà áp lực ví dụ chốt lời lớn ở vùng này, sau đó cổ phiếu nó sẽ điều chỉnh thì chúng ta tham gia ở đây nó sẽ hơi bất lợi. Mặc dù thì Sơn đánh giá cái dòng chứng khoán thì vẫn dòng tiền vào vẫn rất là mạnh nha anh chị, dòng chứng khoán và dòng ngân hàng là hai cái dòng có cái dòng tiền lớn vào tốt ở đoạn này. HCM tương tự SLI thì cũng lên cái cản rồi, sẽ có cái áp lực bán ở đây. Đỉnh cũ chúng ta thấy tầm khoảng vùng 34, 33, 34 này sẽ có áp lực bán. Thấy thanh khoản ngày hôm nay cũng khá là cao so với cái phiên break hôm trước, là điểm mua này chúng ta sẽ không nên vào. SHCM là vùng này hạn chế vào này. SHS thì cũng cho thấy cái lực chốt lời ở cái vùng đỉnh cũ này, tức là cái vùng này chúng ta có thể chốt bớt một phần cũng được, chưa nên bán hết vì nó chưa gọi là có cái áp lực chốt lời thôi, ngắn hạn thôi, nhưng mà chưa có thấy là cái vận động nó bị xấu đi, nên là chúng ta an toàn thì chúng ta chốt bớt một phần ở dòng chứng khoán. VCI thì cũng đang gặp cái ngưỡng kháng cự đỉnh cũ này rồi, mua thì chúng ta phải chờ thêm, chờ cái quá trình tích lũy bên này. VND thì khả năng mai vẫn còn một cái phiên tăng mạnh tiếp, phiên tăng mạnh nếu mà ngày mai khối lượng vốn lớn thì chúng ta phải xem, nếu mà mất trần thì chúng ta hãy chốt bớt giá trần, nếu mà ngày mai mà vẫn là trần anh chị, vẫn trần thì cũng thấy là cũng lên được tầm 36 là cũng rất là
và tăng trong ngắn hạn như vậy chúng ta thấy là cũng 20% rồi đó. Thì nếu mà có giá tầm khoảng 36, 35, 36 thì chúng ta có thể chúng ta chốt bớt đi 35, 36. Một số cổ phiếu chúng ta thấy ví dụ dòng thép thì ngày hôm nay thì vận động nó cũng 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 không có nhiều biến động lớn đúng không? Hòa Phát là biến động ngắn với lại cái thanh khoản cũng thấp. Hoa Sen cũng vậy, thanh khoản cũng cũng thấp thôi. Hoa Sen thì những cái phiên này chúng thấy là cái dòng tiền nó cũng vào chưa đủ. Đợt này thì những cổ phiếu này chúng thấy chưa có cái tín hiệu mà cái dòng tiền tiền lớn họ vào mạnh ở những cái phiên này. Nam Kim thì đi ngang, KG đi ngang. Nhìn chung thì vẫn có cổ phiếu này thì chúng ta sẽ có thể chúng ta chốt lời bớt và chúng ta vẫn vẫn nên giữ một phần. Xu hướng nó vẫn chưa có bị xấu đi. Chốt lời và chúng ta có thể giữ một phần và chúng ta stop loss đâu đó tầm khoảng vùng giá 23. Đó, nếu đóng cửa thủng cái vùng 23 này thì chúng ta bán hết cũng được. Giữ một phần được nha anh chị. Cái dòng khá là yếu hiện tại là sân thấy là cái dòng dầu khí. Dầu khí hầu như là cái thị trường tăng rất tốt ngày hôm nay, nhưng mà dầu dầu khí thì nhóm dầu khí thì yếu. Ví dụ như gas này, đúng không? Gas này. Tín hiệu này chúng ta không không nên vào, và nếu mà có những cổ phiếu này chúng ta lưu ý là những cổ phiếu này nó xấu thì chúng ta phải cũng phải thoát ra. Nhìn chung dòng dầu khí đoạn này cái xu hướng nó không được tốt rồi, không được mạnh. Gas thì chúng ta nếu mà đóng cửa thủng cái vùng 89 này thì chúng ta cũng cũng phải thoát ra này. Còn hiện tại thì Thông Sơn là nên cơ cấu cổ phiếu này đang yếu thì chúng ta sẽ canh cái giá tốt trong phiên để chúng ta bán cơ cấu bớt đi. Chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu nó khỏe hơn. PVS cũng vậy. PVS thì chúng ta chưa vượt lại được cái kháng cự EMA 20 23.5 ở đây. Đó, và vẫn nằm trong cái vùng tích lũy này. PVD tương tự. Và chúng ta thấy nhóm dầu khí này, đấy, dòng tiền ở những cái phiên vừa qua là nhóm dầu khí rất là yếu so với cái lượng mà thanh khoản với cái dòng tiền vào giai đoạn trước ấy, rất là tích cực luôn. Nhưng mà đoạn này chúng ta thấy là cái dòng tiền nó đang đứng ngoài cái nhóm dầu khí thôi. Đoạn này đối với nhóm dầu khí là chúng ta không có chưa vội chúng ta tham gia này. Tất cả các nhóm dầu khí là cái dòng tiền đều đang suy yếu đi cả, chờ cái tín hiệu dòng tiền mà tốt đã. BSR là cái cổ phiếu mà nó khỏe nhất trong cái nhóm dầu khí đúng không? Cả cái đoạn vừa qua thì đây thì chúng ta chốt lời, có thể chốt lời bớt và chúng ta nắm giữ một phần. Đây là cái cổ phiếu khỏe nhất trong cái dòng dầu khí rồi. Oil thì không bằng BSR, cũng có cái nỗ lực lôi kéo luôn ạ, lôi kéo và break được, cố gắng là break được khỏi được cái vùng tích lũy ở đây nhưng mà chưa thành công. Tức là oil thì phải bao giờ phải vượt lại cái vùng giá 15 thì chúng ta thấy là cái xu hướng nó mới khỏe. Còn hiện tại là hầu như là cái xu hướng này là xu hướng đi ngang cái vùng 14 15 thôi, để hỗ trợ 14 và kháng cự 15, chưa có cái xu hướng nó rõ gì cả. Đây những cổ phiếu dầu khí chúng ta thấy là hầu như là đầu phiên đều mở cửa giá tốt và bị bán lại trong phiên, xu hướng đều khá là yếu. PLX cũng vậy. Thế thị trường chúng ta thấy là nó cũng có những cái sự phân hóa nhất định, nên là bạn này chúng ta lựa chọn cổ phiếu để chúng ta tham gia thì cũng lưu ý kỹ. Ví dụ hôm nay chúng ta cũng có thấy là SHB là cổ phiếu này nó đó. Vì chúng ta thấy là vừa qua thì chúng ta thấy là đội lái cho chúng ta những cổ nhà đầu tư mà nếu mà mua SHB lợi nhuận rất là tốt. Đấy, ví dụ là chúng ta mạo hiểm chúng ta mua những phiên này, sau đó thì cái hàng về thì trong phiên luôn có những cái thời điểm cổ phiếu này được kéo lên những cái lệnh mua vào giá giá rất là cao đấy, nhưng mà đến khi mà không kéo nữa thì chúng ta thấy là họ buông sàn luôn, buông sàn và dư sàn, không có ai mua có gì mua. Nếu mà chúng ta vẫn là thói quen đó, chúng ta vẫn chờ mua, ví dụ chúng ta mua những phiên này rồi xong rồi chúng ta mua những phiên này để chờ cái động tác kéo lên thì nó chỉ là chúng ta những nhà đầu tư này chúng ta tham gia ở giai đoạn đầu thôi, còn trên này là bắt đầu
ai cũng biết hết rồi, mà lúc đó mua vào sẽ rủi ro đúng không ạ? Nên là chúng ta không ăn được thì chúng ta đứng nhìn thôi, chứ còn chúng ta tham lam ở vùng này thì là bây giờ chúng ta thấy là ngày mai chắc chắn là ngay từ đầu phiên là cái áp lực nó cũng sẽ rất là lớn. Đấy, có thể là đầu phiên là giảm về tận cái vùng 22 thì cũng không chừng. Vì có những cái nhà đầu tư là chúng ta đu đu mua cao những cái vùng giá này 26, 27 chẳng hạn. Đó, và hiện tại ngày hôm nay thấy là sàn mất thanh khoản rồi thì ngày mai thì bắt đầu lại là bán ngay từ đầu phiên đúng không? Là những cái này là những dạng cổ phiếu mà có gain và cách giao dịch cũng lạ đúng không? Thì không có, không phải là cái mà chúng ta dạng là cổ phiếu vận động như thường chúng ta hay gặp. Đó nên là chúng ta phải là một là chúng ta mạo hiểm thì chúng ta theo được cái đoạn đầu thôi. Tại vì cái kiểu mua đó đã xuất hiện ngay từ cái phiên đầu tiên là phiên ở đây rồi. Hả? Rồi chúng ta theo là chúng ta theo ngay từ cái phiên này thôi, hoặc phiên này thôi. Đấy, chứ còn chúng ta càng lên cao thì chúng ta thấy là cái độ rủi ro nó sẽ càng cao. Mua phiên này thì vẫn còn có ăn này đúng không ạ? Mua phiên này thì vẫn T3 vẫn ổn này, nhưng mà mua phiên này T3 hiện tại là đang lỗ rồi. Đấy, không kịp bán thì hiện tại đang lỗ rồi. Nên chúng ta thấy một khi mà ai cũng nhìn ra thì rất là rủi ro. Đội lái họ không thể mà để cho chúng ta ăn mãi cái một kiểu là cứ mua xong rồi chờ trong những cái phiên hàng về sẽ có những cái thời điểm họ kéo giá rất là tốt, họ kéo lên mà đóng cửa cao nhất phiên chẳng hạn, liên tục như vậy 3-4-5 phiên liên tục. Nên là chúng ta có đu những phiên vừa rồi, nếu mà anh chị có đu ở vùng này chúng ta phải rút kinh nghiệm vì đó là cũng là một cái bài học cho chúng ta, những nhà đầu tư là chúng ta cũng cẩn trọng cái cổ phiếu này. Trong video qua Sơn cũng nói rồi, chúng ta tốt nhất chúng ta bỏ qua thôi, vì nó đang kéo một phát thẳng đứng như vậy và hầu như ai cũng nhìn ra câu chuyện là cổ phiếu được kéo trong phiên với những cái lệnh rất là lớn. Đó chỉ là lệnh của lái thôi, lái họ kê sẵn bán ở trên và họ mua vào đúng cái lệnh đó. Chúng ta gọi là chúng ta ké theo được một tí. Đấy, ké theo một tí những cái cổ phiếu chúng ta, còn khi mà ai cũng biết rồi thì chúng ta thấy là họ thả và mất thanh khoản. Và thực sự thì những dạng cổ phiếu vận động như thế này thì sau này cũng rất khó thôi, khó mà nhà đầu tư mà có niềm tin để mà chúng ta đánh những dạng cổ phiếu vận động như vậy. Chúng ta đâu biết được là họ muốn hành động như thế nào đó, phiên nào họ kéo và phiên nào, đây là cái phiên mà họ sẽ bắt đầu họ buông rồi nè. Lần đầu tiên là cổ phiếu này không có. À, sau rất nhiều phiên liên tục là cổ phiếu này không khớp giá xanh trong phiên, à, toàn bộ là đỏ và sau đó là cuối phiên sàn luôn. Ok, đó là cái kinh nghiệm nha, cái bài học nếu mà chúng ta kiểm soát cái lòng tham, chú ý là khi mọi sự nó rõ ràng quá rồi thì chúng ta không còn hấp dẫn thì chúng ta vào mà nó rủi ro lúc đó nó sẽ cao hơn cơ hội nhiều. Đó nên chúng ta thấy là tập trung dòng tiền, tập trung dòng ngân hàng này. Đấy, chứng khoán thì chỉ hiện tại SSI rồi HCM, SHS thì cũng có những cái lực chốt lời rồi, chỉ còn VND thôi. VND thì hôm nay mới lên sàn thì bắt đầu khỏe thôi. Và trong cái nhóm VN30 thì cũng có một chủ yếu là hôm nay là cũng nhờ tác động lớn của cái quỹ Phú Bông này kéo và tạo ra một cái hiệu ứng tâm lý rất là tốt ở đầu phiên, nhưng cổ phiếu vẫn giữ được cái mức tăng rất là tốt. Tuy nhiên có nhiều cái cổ phiếu luôn, chúng ta thấy là mặc dù được mua nhưng mà vẫn chịu cái áp lực bán lớn. Ví dụ là VIX thì bắt đầu là áp lực bán rồi, Vinhome này mua tận đầu phiên tận 105, cuối phiên chỉ còn 101.7 thôi. Nên là đoạn này chúng ta mua là cũng là cẩn thận, chúng ta tránh chúng ta đu hưng phấn quá và theo những cái việc mà quỹ này họ mua ở đầu phiên. Về cái danh mục thì cổ phiếu ngày hôm qua Sơn có nói với anh chị là Vietcombank, đúng không? Vietcombank thì hôm nay tăng tốt rồi thì cũng bỏ qua cái điểm mua thôi. Hôm qua thì Sơn có nói về BVH. Đấy, BVH thì ngày hôm nay cũng điều chỉnh, thì tức là đây điều chỉnh thì chúng ta sẽ là có một cái cơ hội để chúng ta mua này. Cổ phiếu này chúng ta thấy là đang vẫn nằm trong cái xu hướng chưa bứt thoát được, vẫn nằm trong một cái xu hướng tích lũy thôi. Cản ở vùng 63 và hỗ trợ chúng ta thấy là hỗ trợ tầm khoảng vùng
58, 59 này, 58, 59 này. Đấy, thì tức là về đây về tầm 60 này. Về tầm 60 là cơ hội chúng ta mua. Đấy. Cổ phiếu nó nằm trong vùng tích lũy thì chúng ta cứ mua thôi. Mua và chúng ta sẽ đặt cái ngưỡng cắt là chúng ta stop loss, là nếu nó thủng được vùng hỗ trợ này. Mình sẽ cho rằng là khả năng cổ phiếu thì nó sẽ không thủng đâu. Tức là chúng ta sẽ mua vào vùng này khá là an toàn để chúng ta mua. Tích lũy liên tục trong thời gian vừa qua anh chị. Đây là cái phiên mà chúng ta thấy là cũng là một cái phiên mà có cái dòng tiền vào. Phiên này hình như là phiên review ETF luôn. Có dòng tiền vào tốt, và những cái phiên này có dòng, bắt đầu có dòng tiền tham gia mạnh rồi. Và cổ phiếu này vượt qua được những cái kháng cự và bắt đầu là điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại thì chúng ta thấy là chú ý cái vùng 60 này. Đặc biệt cái vùng 60 nếu mà giảm về đây sau đó rút chân lên thì chúng ta mua mạnh về cái vùng 60 này là rất là ổn luôn. Phiên ngày hôm nay là nến xấu là do là đầu phiên là kéo của cái quỹ Phu Bông ha, và sau đó là giảm về cuối phiên. Tuy nhiên cái thanh khoản, cái lượng bị bán ngày hôm nay cũng không có phải là quá lớn, nên là chúng ta tầm khoảng là vùng 60 hoặc dưới 60 là chúng ta mua tốt. Có thể là chúng đặt cái ngưỡng cắt lỗ rồi chúng ta bao giờ thủng cái vùng 58 này thì chúng ta bán. Đoạn này thì chúng ta nên tham gia những cái cổ phiếu mà nó chưa chạy nhiều, chưa chạy nhiều thì cái rủi ro nó sẽ thấp đúng không? Và cái dư địa nó sẽ còn. Chứ còn những cái cổ phiếu mà đã tăng tăng nhiều rồi, chúng ta mua và chúng ta mua không phải ở những cái điểm mà mua chuẩn á, thì nó sẽ là rủi ro đó. Và mặt khác là cái dư địa nó sẽ không còn nhiều để mà chúng ta có cái lợi nhuận nữa. Còn ví dụ là dạng tích lũy như như cổ phiếu BVH này, tức là nó mua gom trong vùng này thì chúng ta chỉ chờ những cái tín hiệu mà cổ phiếu này đánh vượt được cái vùng 63 này thì chúng ta rất là dễ lên tầm khoảng 65, 66 là target 1. Đấy, xa hơn thì chúng ta có thể kỳ vọng lên cái vùng 70, cái đỉnh cũ ở đây. Rồi, chúng ta còn một số cổ phiếu khác, ví dụ hôm qua tôi nói với anh chị là cổ phiếu CO. CO thì ngày hôm nay thì cũng có những cái tích cực. Đấy, cái dòng tiền tiếp tục đi vào cổ phiếu này. Thì hôm nay là một lần nữa cổ phiếu này test cái vùng 13 mà vẫn đóng cửa vẫn chưa qua được. Đấy, vẫn chưa qua được. Tuy nhiên chúng ta thấy là đây là cái họ cần phải những cái phiên như thế này để gọi là hấp thụ cái lực cung. Tại vì chúng ta thấy là cổ phiếu này nó có cái lượng là hàng mua giá thấp ở những cái vùng này. Đã có hai cái nền tảng phía dưới này rồi, hoặc hai cái nền tảng này rồi, và sau đó cổ phiếu tăng lên cái vùng này đi nghe thì phải hấp thụ được cái lực cung bán ra nhà đầu tư chốt lãi đây này. Thứ hai là chúng ta thấy là còn những cái lượng kẹp hàng của nhà đầu tư, chúng ta mua kẹp ở đoạn trước ở bên này đó, thì vùng này bắt đầu kéo lên và vùng này bắt đầu là cái về cái vùng giá vốn thì bắt đầu họ lại tâm lý nhà đầu lập họ sẽ làm như vậy để mà kích thích những cái lượng hàng ở đây buộc phải chốt lãi này, hoặc là ở bên đây họ phải bán để họ sợ họ giảm lại đó, sợ cổ phiếu giảm lại thì họ phải bán. Thì đây chúng ta cứ chờ một cái phiên là cổ phiếu này break thẳng cái vùng 13 thì chúng ta vào. Và khi mà break được cái vùng 13 rồi, khả năng thì sẽ nghĩ là sẽ đánh vượt cái đỉnh ở đây luôn, đỉnh 14 luôn. Nhìn chung là cái dự địa chúng ta cũng còn khá là tốt. Cái nền tảng tích lũy như vậy chúng ta, trừ khi cổ phiếu này nó gãy xuống thôi, gãy cái vùng 12 thôi, đóng cửa thủng vùng 12 thì chúng ta ngại thôi. Còn cứ đi ngang như thế này và có cái lực cầu tham gia liên tục ở những cái phiên này thì chúng ta không có việc gì chúng ta sợ, không gì chúng ta sợ. Đạt chuẩn tín hiệu chúng ta vào, đạt được cái vùng 13 này thì chúng ta vào này. Phiên mai cũng là cái phiên T+3 vậy, T+3 vậy. Nếu ngày mai áp lực không bán lớn mà cổ phiếu còn kéo tiếp tục kéo thì chúng ta vào thì khả năng là vẫn còn chạy mạnh tiếp nha. T3 của cái phiên này về, phiên này cũng tăng tốt này. Nên là chúng ta chú ý nha, chú ý vào cái mua ngày mai. Còn nếu ngày mai cổ phiếu nó tích lũy lại thì chúng ta quan sát tiếp thôi. Ví dụ chịu áp lực bán của cái phiên này và cổ phiếu tích lũy lại tầm cái quanh cái vùng 12.5 này chẳng hạn, thì chúng ta chờ thêm, chúng ta quan sát. Rồi hôm qua cũng đã nói anh chị một cổ phiếu là C4G. Thì hôm nay vẫn trong cái xu hướng tích lũy và có cái lượng
cái thanh khoản luôn, bắt đầu có cái thanh khoản đi vào tốt trong phiên ngày hôm nay này. Đó, thì chúng ta cũng là cổ phiếu này chúng ta tiếp tục chúng ta chú ý cổ phiếu này. Nhìn chung thì cái vùng này chúng ta C4G hay là CO thì nói có nói với anh chị là chúng ta mua gom được, mua gom, mua test được và bao giờ break được những cái kháng cự. Ví dụ đối với CEO là chúng ta vùng 13, còn C4G là vùng 12 này, break cái vùng 12 này break rõ thì chúng ta gia tăng. Quá trình chúng ta thấy là đi lên thì chúng ta sẽ có cái lượng còn kẹp hàng này của nhà đầu tư, chúng ta đua qua phiên này. Ví dụ phiên này khối lượng vào rất là khủng, đua phiên này và sau đó cổ phiếu rũ lại cũng thấy là rũ nhưng không bị thủng, về đúng cái hỗ trợ của cái đỉnh cũ ở đây. Đấy, và cái vùng 11x hiện tại đang là cái hỗ trợ rất là tốt đối với cổ phiếu C4G này, thì chờ tín hiệu là bật lên thì chúng ta vào full thôi, còn hiện tại là mua thăm dò được nha. Một cổ phiếu nữa sẽ bổ sung thêm là cái cổ phiếu GAC này. Cổ phiếu GAC này thì chúng ta thấy là đã có một cái phiên dòng tiền vào lớn ở phiên này, khối lượng vào rất là tốt luôn, bùng nổ ở trong cái thời gian gần đây, rất là lâu rồi mới có một phiên bùng nổ của cổ phiếu GAC này. Đó, và hiện tại thì chúng ta thấy là cổ phiếu này tiếp tục tích lũy đi ngang, và cổ phiếu này chúng ta sẽ nhìn chart tuần thì nó sẽ đẹp hơn. Chart ngày thì nó đang đi ngang 4-5 phiên, nhưng mà chart tuần thì chúng ta thấy là đang ở cái ngưỡng mà cái chu kỳ tích lũy thứ ba, và cổ phiếu này bắt đầu break out lên, có tín hiệu break out lên rồi. Thì tức là cái tuần này và tuần này mà đóng cửa mà vượt hẳn cái vùng 20-24 này, break hẳn cái trend line này, thì chúng ta thấy là một cái điểm mua, cũng là một cái điểm mua chặt tuần đẹp. Và cổ phiếu nhiều khả năng là sẽ tiến về tối thiểu là sẽ đỉnh cũ vùng 28 này anh chị. Đó, nên là chúng ta quan sát cái cổ phiếu này để mà chúng ta giải ngân cũng được. Nhìn chung là cổ phiếu này cứ tích lũy mà nằm trên cái vùng 24 này, thì và sau đó là vượt cái vùng 25 này thì chúng ta sẽ là cái vùng chúng ta hãy mua full. Còn nhìn chung là cứ tích lũy vùng 24 thì chúng ta có thể mua thăm dò dần nha, mua thăm dò dần. Cổ phiếu này đã có 3 lần biến động rồi trong cái mô hình VCP đấy, biến động thu hẹp dần, thì cổ phiếu này có 3 lần biến động và chúng ta thấy là những cái lần thứ ba này bắt đầu là thu hẹp hơn rồi. Đây lần 1, đây lần 2, đây lần 3. 3 lần chúng ta thấy thu hẹp và tiến về cái điểm break out, đúng không? Cái điểm break out chúng ta cái trend line ở đây. Đã có phiên thanh khoản vào rất là tốt vào tuần trước rồi. Đấy. Thì chú ý thêm cái cổ phiếu này nha anh chị. Cổ phiếu này chúng ta thấy là trong cả cái giai đoạn vừa qua, có thể so sánh với cái chỉ số VN Index. Trong cả cái giai đoạn vừa qua, tức là thị trường tăng từ cái vùng 900. Đấy, ở đây là đúng là cổ phiếu này tạo đỉnh khi mà VN vùng 900. Đấy. Và bây giờ VN 1224 thì cổ phiếu này chỉ vận động gọi là sideways, đúng không ạ? Tạo đỉnh ở đây sau đó giảm rất mạnh, phục hồi lên mạnh, giảm tiếp, lại phục hồi lên tiếp. Nhìn chung cái biến động này chúng ta thấy là biến động gọi là tích lũy thôi, tích lũy, và tức là nhà tạo lập họ có đánh thì họ cũng sẽ gọi là cái nhịp mà họ đánh vừa gom hàng đấy, và để hạ giá vốn rồi, chứ không có lợi nhuận để mà họ xả hàng được trong cái vùng này. Và khối lượng đấy là tích lũy rất là mạnh trong cái hộp này, đúng không? Cái quá trình vận động này, và có cái bắt đầu có cái sự thu hẹp dần và cái tín hiệu dòng tiền vào đấy, nên là chúng ta chú ý về thêm về cái cổ phiếu này. Tức là về đây là cổ phiếu mà phù hợp để mà chúng ta có thể đánh trung hạn luôn, tại vì đánh trên cái chạc tuần này là chúng ta thấy một cái xu hướng, nếu mà đã tăng là sẽ tăng rất là tốt, tăng là thời gian tính bằng tuần các bạn, chứ không phải là thời gian tính bằng ngày mà chúng ta đánh ngắn, T2 T3 đánh ngắn, mà chúng ta phải ôm nắm giữ theo cái đồ thị tuần. Và khả năng thì cổ phiếu này với quá trình tích lũy và dài như vậy thì tôi nghĩ là nếu vượt đỉnh cũ là một cái mục tiêu, nếu mà nhà tạo lập họ đánh thì họ sẽ đánh vượt đỉnh cũ luôn, vượt cái vùng 28 này luôn. Vùng 28 chỉ là một cái mục tiêu ngắn thôi, nhưng mà cổ phiếu này nó sẽ còn lên dài. Chú ý là nó đã trong một cái quá trình tích lũy này, khi thị trường tăng từ 900 đến giờ và kéo dài mấy tháng liên tục, chúng ta thấy là tăng từ cái vùng 7 tháng rồi. 7 tháng nay thì cổ phiếu này chưa có chưa thể thoát khỏi được cái xu hướng tích lũy.
dạng cổ phiếu này chúng ta sẽ phù hợp, chúng ta đánh mà chúng ta hold được dài và để cho cái lợi nhuận nó chạy tốt anh chị. Chúng ta chú ý, và hiện tại kháng cự của cổ phiếu này chỉ còn cái vùng tầm khoảng 24 năm đến 25 thôi. Nếu break được thì chúng ta thấy là cũng là một cái mẫu hình. Đấy, cổ phiếu này nó sẽ là một cái mẫu hình hai đáy anh chị. Gọi là một cái mẫu hình hai đáy chuẩn để mà chúng ta, và cái điểm vào của chúng ta, cái điểm break out đó, của cái mẫu hình hai đáy này là cái điểm break cái vùng, break cái đỉnh bên này, tức là break cái vùng 25 này, là xác nhận là chúng ta hoàn hoàn chỉnh cái mẫu hình hai đáy này, là đẹp luôn đó. Cái chúng ta chú ý thêm cái cổ phiếu GAC nha, GAC bên cạnh là BVH, COO, C4G. Chúng ta những cổ phiếu mà Sơn có nói với anh chị trong ngày hôm qua, hôm nay nó cũng vận động, nó cũng tốt, chúng ta theo dõi thêm mà có thể là chúng ta giải ngân những cái vị thế chúng ta thăm dò được ở cổ phiếu đó, chờ tín hiệu dòng tiền tham gia mạnh thì chúng ta sẽ vào full luôn và vượt những cái kháng cự như vậy, vượt những cái điểm bùng nổ này, chúng ta sẽ vào full. Đấy, đoạn này chúng ta thấy là thị trường về gọi là điểm số, thị trường tăng liên tục rồi, nhưng mà về cái sự phân hóa thì nó cũng có. Ví dụ như đoạn này chúng ta thấy là nhiều một cổ phiếu mid cap thì bắt đầu là hầu như là đi ngược thị trường. Đấy, rất là nhiều cổ phiếu mid cap ngày hôm nay là nằm trong cái nhóm giảm điểm này, còn đa phần cái nhóm blue chip thì vẫn là cái nhóm tăng điểm. Vì nhóm VIN30 là tới 20 mã tăng, 9 mã giảm thôi. Dòng tiền thì đang có xu hướng tập trung về cái nhóm blue chip, cái cổ phiếu ngân hàng. Đấy, rồi phần cái cổ phiếu chứng khoán. Còn lại chúng ta thấy là nó vẫn là cái xu hướng không có được lan tỏa nha, lan tỏa hết tất cả các cổ phiếu, nên là chúng ta lựa chọn phải là chú ý kỹ là những cái cổ phiếu mạnh, tại vì mà mua sai thì cái đoạn này có VN-Index có lên thì có khi tài khoản chúng ta cũng không có tăng được bao nhiêu cả, vì chúng ta vào sai cái cổ phiếu nó không hút được dòng tiền, nó không có một cái xu hướng mạnh. À, thì cái đó là cái nội dung của cái video ngày hôm nay nha, Sơn gửi đến anh chị. Hẹn gặp anh chị ở cái video tiếp theo, video ngày mai nha. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là cũng là một cái nến cũng là khá là không có được đẹp lắm của VN-Index, tức là mở cửa gap to và sau đó chúng ta chỉnh lại trong phiên, nhưng mà chúng ta thấy là hầu như cái gap này hiện tại vẫn duy trì, nó tương tự cái phiên hôm trước thôi. Và đây là cái việc mà do cái quỹ Phú Bông họ mua tác động vào cái thị trường, mà nhìn chúng thấy nhìn nó cũng không có được, về cái nến nó không được đẹp lắm, nhưng mà về xu hướng thì rõ ràng là thị trường nó vẫn chưa có một cái tín hiệu gì gọi là xấu đi, xấu đi chỉ cho thấy là chúng ta đang có những cái áp lực chốt lời. Cái vùng phía trên này bắt đầu là kéo lên này là có áp lực chốt lời thôi, và cái cách mua của quỹ Phú Bông như vậy thì nếu mà mua vào ATO như vậy thì nhà đầu tư đa phần lựa chọn cái giải pháp mình là chốt lời cho họ, thì mua sốc lên như vậy mà cổ phiếu nó sẽ mở gap ra, thì cái xu hướng là thường thì chúng ta thấy là có gap rồi xong chúng ta sẽ bán luôn, thì bán tăng tạo gap mạnh, tạo gap lớn thì chúng ta sẽ bán để tránh cái tình trạng cổ phiếu nó suy yếu và nó lắp gap trong phiên. Nó sẽ bất lợi nha, bất lợi nếu mà chúng ta mua ở những cái phiên nhảy gáp như vậy, nên việc lựa chọn cổ phiếu đoạn này chúng ta cũng phải kỹ nha anh chị, phải kỹ, linh hoạt, và chúng ta cân đối cái tài khoản của chúng ta. Những cổ phiếu nào mà chúng ta chạm những cái ngưỡng kháng cự thì chúng ta phải chốt lời bớt, cổ phiếu nào vẫn trong những cái vùng tích lũy an toàn thì chúng ta giải ngân. Ok, cảm ơn các anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Chúng ta hẹn gặp lại cái video ngày mai.